đánh vần chữ Quỳnh xem nào. Thế đánh vần chữ Đạt xem nào. Bây giờ chúng nó học, chúng nó không được học đánh vần là ư a ư nữa rồi. Bây giờ chúng nó chỉ đọc vần ư. Ngờ ư ngựa đã ngựa thế thôi. Nó có nhìn trước nó đọc không hay nó tự hiện ra nào. Nó có nhìn được vần ưa không hay là nó tự nhìn của dứa không? Chữ đạ, thế chữ áp thì có những cái chữ gì? Dạy ê chở ếch nữa đâu. Đang đi với Mr. Vinh nhỉ. Con mì. Thành trí. Nó đang học theo sách, đang học theo giấy của cô đấy. Cương mắm. Không, tôi để theo tên YouTube thôi. Không. Ở kia là Cương Phạm, đấy là Cương Mắm đấy đó. Trọng. Thành Chí. Không, tôi đặt tên theo YouTube của các ông chứ không đặt theo ấy. Không loạn hết cả lên. À thì vẫn đi thôi. Đủ chưa? Hà Thị Bùi. Bùi Thị Hà. Bùi Thị Hà. Đấy. Hết slot. Full. À, vẫn còn con này nữa đây. Nó có một slot đây nha. Ông là ông á. Thôi đừng, đừng dạy cho nó như thế nữa, nó hỏng hết đấy. Kệ nó bao giờ dạy đọc thì để theo kiểu mới thôi, chứ đừng dạy theo kiểu cũ nữa. Mình cứ dạy theo kiểu cũ là sai hết. Đến lúc mà nó học khó. Mark John. Kiểu dạy là phải theo kiểu cũ nữa. Không được đánh vần là ông là ông nữa. Mà phải nói luôn, đây là vần ông. Ông này, chữ ô cạnh chữ ngờ thì là vần ông. Đấy. Tuấn Trần à, hiện tại đang thiếu rồi. Không được dạy kiểu là ô và ông nữa. Đợi tuyển thêm nữa. Dạy thế là không có tính vần đấy. Phần đố có rồi thì ngáo à.
Ô đấu trường, đấu trường. Đấy. Tuấn Trần. Ai xin rồi thì thôi nhá, đừng có mà cái em tôi không nhớ hết đâu. Tuấn Trần. Có một thằng lạc loài thôi. Vizic, Vizic 1981, chúc mừng Vizic 1981. Vizic 1981 lên cấp. Tiếp tục đi chiêu mộ thêm những mầm non trẻ. Ừ, hôm nay 2K. Văn Trọng à. Một số lần nữa cho Văn Trọng đúng không? Ok, đợi tuyển thêm. Tuyển đủ thôi chứ không tuyển thêm nhỉ. Nhiều thằng ấy. Nhiều thằng Ả Rập. Cấp 1 lên mà. Chẳng qua nó random chưa ra được thôi. You best bet. Mountain archers! Charge! Chưa đủ, gần đủ. Sierra lên.
Chúc mừng xe ra nha. Hey. Hân Lê đúng không? Là một tướng như này. Cú giáp. Bắn cung cưỡi ngựa giỏi, ok. Tiến về đất Mông Cổ rồi. Tiến về đất Mông Cổ. Tôi có trên bảng vàng chưa? Tú bi như có rồi. Có chưa? Không biết đâu, ông phải nhớ chứ. Chưa có. Chưa có. Ok, nếu mà xin thì có thôi. Tí tôi chắc là. Thư Lê lại thắng lần 2. Chúc mừng Thư Lê lên cấp 4. Đây là kinh nghiệm anh em. I'm yours to command. Tôi đi tuyển dần. Để sang đất Mông Cổ mua đồ cho Sera. Nhập đấu trường tiếp đây này. Well now Street. Tubi này. Sera lên cấp 4. Tuyệt vời. Tay không bắt giặc à? Sera được nhấc lên cấp 4. Từ từ có thằng phó tướng đang đi tuyển. God. Cấp 3 thì có thể là mặc mình đi khắp nơi thì mình có thể mình cho các tướng mặc theo ấy, nhưng mà lên cấp 6 thì mặc full giáp của Valandia nhỉ. Đúng không? Cho nó đồng bộ. Ai có rồi thì đừng có xin nhá. Chúa ba bữa đợi tí nữa. Đợi tí nữa. Thì gì cũng sẽ có, đợi tí được.
Mẹ vẫn đầy người cấp 1 vào rồi. Thế suy nó. Ủa, mẹ để thằng người ngoài nó ăn. Chẳng có quá. Peace to Kim Tan. Ui giời, còn để người ngoài ăn đấy. Nói chung là không chọn được văn hóa đâu. Right. So, is that you may have the best convenient a buy before I no I have vowed that this gia phu có chưa? Tao nào có rồi thì đừng có xin nhá. Mất công tao phải ngồi tao check lại. Ok. Nhân danh được cấp độ. Không cửa chuồng. Không có giáp thì như Tuấn Trần này nằm luôn. Không sợ dùng dư vả ấy, chúng ta không nên ăn.
Excellent writing can create your own kingdom. It can create your own. Quốc Dũng. Chúc mừng Quốc Dũng lên cấp 2 nha. Chơi cái lương sẽ bằng nó có gần kiểu đấy, vẫn gần giống kiểu đấy. Now you can make your to have over. You can make your. Chí Nông, Chí Nông lên cấp 3. Chúc mừng Chí Nông. Gameplay game này là không còn cướp. Team của mình rồi. Kenny. Chú bựa, chú ba bựa. Công Hiền, ok. Ui giời, để cái tay này khác kìa. Rồi trước tiên là đi lấy ấy đồ cho ấy đã. Ấy đồ cho Sierra đã. Từ kính tiên sinh à, đợi một tí đang đi tuyển tướng phụ. Well now
khác ăn. Anh em dạo này toàn đến hàng lọt ra bên ngoài. Tuyến trùng từ từ nhá. Vẫn còn nhiều người chưa xin nhỉ? Tôi cứ tưởng là hết rồi. Anh em mọi nơi trên thế giới đến giúp sức mình như thế nào. Mì ròn lá đề lọt ra bên ngoài. Trời ơi ngon lắm. Rồi đến Maker, thủ phủ của Mông Cổ, để mua đồ cho Sera nào. Còn đợi đến năm 86 thì đồng loạt anh em sẽ được lên cấp 2. Tính từ năm nay. Úi giời, để lọt mỗi cái thằng A tu để nó ăn mất. Trời ơi nghèo lắm. Rồi. Sera đâu? Sera là kỵ cung đúng không? Sera kỵ cung kiếm giáo nhất đầy đủ. Con phết nhỉ, Sera có mạnh tướng đấy. Nhất là giáp cấp 3 thì cho bộ giáp cấp 3. Sera cũng đang level 4 nên có thể ban thưởng cho một cái thương. Cái kiếm này được rồi. Đến tiếp theo là Chi Nông, người Valandia, chúng ta lại quay trở lại. Ai thấy có phần thôi, nhưng hôm nay để lọt đồ ra ngoài hơi nhiều. Đây, một combination nữa. Ai lấy nào? Từ kính và
Tân Lê Hoàng, ok, 4 người nữa cơ à? 5 người, vẫn còn 5 người cơ à? Đây. Trang bị cho các ông bao nhiêu tiền mà các ông đánh đấm không ra gì này. Peace to you. Người tiếp theo là Quang Hà, Bùi Quang Hà. Không có thằng nào mà tài top 4. Tài chính thức lên võ tướng cấp 4. Chúc mừng thăng cấp. Đợi tí anh nghe các em ơi. Đang đi cố đi tuyển cho đủ hết anh em này. Tiếp tục đấu trường tiếp theo này. Peace to you. Hân Lê chưa đấy? Hình như Hân Lê rồi sao đấy? Hân Lê xin rồi mà, còn em chú ý xem mà em. Xin rồi lại cứ xin lại. Ai đó nhỉ? Hoàng Nguyễn à. Ủi Lãng Khách à, Lãng Khách lên 5, chúc mừng Lãng Khách. Vẫn chưa ai chạm 6. Lãng Khách chạm 5. Anh em cú ý, anh em mà chưa được thì khi nào mà tôi tuyển tướng mới thì xin luôn nhé. Không nhớ hết được đâu. Nào, ai nào, nhanh. Kiều Nhi á, Kiều Nhi có. Hưng Mạnh. Nó vào random mà, đấu trường vào random lắm. Cho ro, để lọt ra ngoài. Chán anh em lắm. Mẹ vừa vận thành 108 luôn sơn bạc thật đấy chứ đùa đâu. Right. Ai chú ý xem ai có rồi thì được xin lại nhá. Anh em kiểm soát lẫn nhau. 10 Nguyễn.
Có thằng Garriott kìa. Liệu nó có đớp mất của mình không? À, Phúc Đăng Thái lên level 6. Chúc mừng mãnh tướng đầu tiên lên cấp 6. Thống soái cấp 6, như vậy là phải cấp cho Phúc Đăng Thái một bộ đồ cấp 6 rồi. Khá áp lực. Tả tướng quân Phúc Đăng Thái. Level 6, chúng ta sẽ xuôi xuống Ả Rập để mua cho Phúc Đăng Thái một bộ đồ 6 sao. Một bộ đồ cấp 6 sao của Ả Rập. À, chúng ta giao ước là tối đa chúng ta tạo được 1, 2, 3, 4, 4, 5. Tối đa nếu mà up cả skin nữa là tạo được 5 quân đoàn. Ngoài tôi ra thì là 4 quân đoàn. Thì 4 quân đoàn đấy là phải là tướng cấp 7. Đúng không? Tướng cấp 7 thì sẽ được cấp 1, được cho ra ngoài điều một đạo quân. Sau này sẽ được cấp thành. Đấy. Nào, ai nữa nào? Cấp 7. Em chưa được các bạn. Ừ đây thì đang xuôi về Valandia để mua đồ cho em đây, đợi tí. Nào, cấp 1 nào, ai nào? Em xin the lot. Phúc. Thằng lạc loài mẹ để nó lọt vào tay của nó u sổ biết ngay mà à, đang xuôi về Valandia mua đồ cho chín ông đây. Anh em cứ để mà lọt đồ như này là mà không có tiền mà mua đồ cho anh em ấy chứ. Đồ cấp 6 đắt lắm, công tưởng đồ cấp 6 đắt phết, tôi sợ tôi đéo có tiền. À mà từ từ mình có mũ Phúc Đăng Thái là Ả Rập đúng không? Có đồ Ả Rập không? Ừ, đây có mũ Ả Rập ở đây. Kể ra có mũ Ả Rập ở đây. Peace. Nào, ai nào, ai nào, ai nào? Đức Toàn này. Đây là quân có chứ. Sẽ không lập quốc ở như này. Tài cấp 5, chúc mừng Tài lên cấp 5. Chúc mừng Tài lên cấp 5. Chúc mừng. Các mạnh tướng đang thi nhau mà đùa tốt. Rồi. Saragot kia rồi. Có đồ cho chín ông rồi. Mua đồ cho chín ông lết. Xong rồi vòng thẳng đập mua đồ cho Phúc Đăng Thái. Thì em người Ả Rập thì em phải mặc áo Ả Rập thôi. Chấp nhận nó. Với con tướng em được phân. Thương, thương lên cấp 4, chúc mừng.
Rồi, chín ông là một người như nào? Bắn nỏ. Kiếm. Ok. Chí nông bắn nỏ hả? Xem nào. Ở đây không có nỏ cấp 3 thì thế thì dùng nỏ cấp 4 vậy. Một cái khiên nữa. Ừ. 18.000. Rồi là phi sang Ả Rập. Gì đang bị đập nữa chứ. Cái tiếng Thái như lúc đầu em có thằng Ả Rập, em đi xin thằng Ả Rập đi. Bây giờ em làm thằng Ả Rập em phải chịu rồi. Nên là các ông thích lên cấp 6 là các ông mặc giáp giống nhau hay là các ông mặc giáp mặc mỗi một nền văn hóa khác nhau à? Ủa, bà Tân Nhan đánh ra tận đây à? Nhau để một cái vote nhá. Mounted archers. Để một cái vote nhá. Uống sữa cường huy. Để xem những vị huynh đài đánh nhau như thế nào. Yeah.
Như Phong chảm 4 mạng, thường là 4 mạng. Này, một tướng này, một tướng này. Ai lấy, ai lấy. Chan luôn, chan luôn. Xin xin lấy ra. Bi nhan lê. Bi nhan lê. Nói chung ai sẽ có phần thôi, yên tâm. Đây này, vẫn có những người cấp 1 được vào, Thế Hùng, Duy Nghĩa này, rất nhiều người cấp 1 vẫn được vào. Ui giời, lại để cho thằng Hoài ăn. Nghèo. Chán thật. Rồi, vote đến bao nhiêu? 45 lượt bình chọn trên tổng số 84 người đang xem. Cũng chưa được, cũng được hơn một nửa. Tỷ số phiếu bầu là giống nhau, mặc giáp giống nhau, 52%, khác 48%. Mới mở được 3 phút, thế để thêm một lúc nữa nha. Để thêm một lúc nữa nha. Xem tình hình như nào. Anh em cứ để đồ lọt ra ngoài này làm tôi mất bao nhiêu tiền. À, một người vào nè. À, xin nào. À, xin nào, xin nào. Nhanh. Toàn Nguyễn. Aqua, mỗi thằng Aqua rồi mà để lọt vào tay nó thì Chí Nông cấp 4. Chúc mừng Chí Nông. Tướng 4 sao của tôi. Hiện tại phía bầu đang là 63 lượt bầu chọn. Khác 56%, giống 44%. Bầu 5 phút. Bây giờ để khi nào tôi đến cái thành cuối cùng của Ả Rập là cái thành Husfu kia mà vẫn còn như thế này thì sẽ chốt thành ở đấy là giống hay là khác. Ồ, đấu trường. Wait. Ai nào? Anh em nào nào? Em Tuyến Trung
Talat, có mỗi mình thằng Talat thôi. Vizic cấp 3, chúc mừng Vizic 1981. Vizic 1981 lên cấp 3, như vậy được mua đồ. Chúc mừng Vizic 1981. Rồi, bây giờ có thể đi mua đồ cho Vizic 1981 rồi. Valandia, Valandia. Hai xin nào. Mẹ bao nhiêu tướng không biết. 57 combination rồi. Anh làm thêm CD kiểu này như mốt khác đi là sao nhỉ? Nguyệt Vũ. Tài, chúc mừng Tài cấp 6. Tài lên rất nhanh, đi sau nhưng mà lên rất nhanh, lên mạch. Tài lên cấp 6 rồi. Như vậy là phải mất thêm tiền để lấy đồ cho Tài. Rồi, như vậy anh em. Còn một thành Razit nữa, đến thành Husfu là chúng ta sẽ chốt xem là như nào nhá. Lanustica nổi loạn à. Nhìn tỷ lệ biểu quyết vẫn rất cân, rất cân. Bao giờ mới lập cốt được? Cứ từ từ, cứ lên tier 4 cơ mà. Điều kiện nó là cái lên cấp 4. Thì lúc đấy chúng ta mới có thể lập được quốc cấp 4 và có một thành. Bây giờ mới giai đoạn đầu thì chưa có gì đâu. Batakhan, Batakhan có nổi loạn à? Ồ. Oh. Rồi, như vậy chúng ta sẽ chốt luôn ở đây là khác. Kết thúc cuộc bầu chọn văn hóa là khác. Thế như vậy ở đây chúng ta có hai tướng cấp 6 là Phúc Đăng Thái và Tài đều người Ả Rập. Đầu tiên là Phúc Đăng Thái. Phúc Đăng Thái xem nào. Phúc Đăng Thái là một người như nào? Cận chiến thuần phải mua cho Phúc Đăng Thái một bộ cấp 6. Một bộ cấp 6 tương đối đắt đỏ. Cấp 6 này. Với mũ cấp 6 này. À, về cơ bản chỉ được giáp và mũ rồi, mấy cái này thì thường nó không có cấp 6, mấy cái này thì thường nó không có cấp 6. Nhưng tôi sợ tôi không đủ tiền để mua hết mấy cái này. Ủa, không đủ tiền anh em ạ. Cái giáp nó đắt quá. Sao giáp đắt thế nhỉ? 190. Ờ, giáp đắt, giáp tận 200.000. Thế thì tạm thời là mặc giáp cấp 5 nhá. Cấp 6 để cấp 6 thì chắc là để cấp 7. Rồi tôi cấp cho quần áo chứ còn hiện tại tài chính thì không đủ. Mặc giáp cấp 5 đi. Thank you.
là cấp 5 thì đủ. Giáp cấp 5 rồi. Chân tay thì nó chỉ có thế này. Okay. Mũ cấp 4. Đấy. Vũ khí dìu đúng không? Nhưng mà phải chơi một cái dìu ngoài tay, dìu cấp 4 này. Thích chơi dìu chơi kiếm. Dìu đấy tôi sẽ chơi kiếm đi. Chơi kiếm đi, nhìn cho nó chuốt. One hand thì cầm một cái dìu với một cái khiên. Cầm cái khiên tròn, cầm cái khiên này cho nó giống Ả Rập. Đó. Đấy. Được chưa? Đây là một bộ tiêu chuẩn của một người lính. Rồi bây giờ đến lượt Tài. Tài là cũng cận chiến thôi, nhưng mà còn ném lao, kiếm khiên với lao. Ok, kiếm khiên và lao. Cầm khiên tròn giống Ả Rập. Thế cầm kiếm một cái kiếm này đi. Nhưng mà kiếm này không hợp. Đánh gần thì nên cầm một cái vũ khí cleaver. Đánh gần thì tôi nghĩ nên cầm một cái này. Đấy. Nó bổ sẽ dễ hơn. Bán cờ thì cũng không đủ để mua đâu. Đấy. Hòm hòm như thế. Còn ai chưa có đồ nhỉ? Vizic 1981, Vizic 1981 là người vậy. Viking. Ok, chúng ta sẽ phi lên Viking. Phi lên đất Viking. À, có đấu trường này, bọn Ả Rập game này có vẻ mạnh nhỉ. À, có tướng này. Ai muốn à?
Hải Long. Anh chưa mua đồ cho ai người Mông Cổ. Ai? Ai người Mông Cổ? Mua rồi mà. Chỉ có Vizic thôi, là người Viking đang trên đường đến Viking đây. Phúc Đăng Thái cấp 7. Ôi chà, ai chà. Phúc Đăng Thái lên cấp 7 nào. Thì Phúc Đăng Thái sẽ được đi ra. Một quân đoàn mới. Chúc mừng đại tướng quân, tả tướng quân Phúc Đăng Thái. Đi tuyển quân. Mua rồi. À, cấp 6 á, cấp 6 đã đủ tiền, chỉ mua cấp 5 thôi. Thế thôi, nhà đang nghèo. Đây, đấy. Một tướng nữa, ai cần nào? Nhà nghèo chỉ được thế thôi, có gì dùng đấy chứ. Có cái xe đạp, cứ đòi cái ô tô này nè. Phúc Đăng Thái sẽ tự đi tuyển quân thôi, cấp tiền cho mà đi tuyển quân rồi. Gia Phú là có rồi thì đừng xin nữa nhá. Thứ Lê level 5. Thằng Thế Hùng này thấy vào rất nhiều nhưng mà toàn không ăn được. Thứ Lê cấp 5. Hắt máu cho anh. Người level càng cao thì càng cao người thấp đúng rồi. Cuộc sống mà bây giờ các ông yếu hơn, nghèo hơn và các bạn muốn đòi bằng người ta thì là điều vô lý. Không thể. Nào, còn một tướng nữa này. Nó có đòi giống người ta thì là điều vô lý. Gia Phú Demon đúng không? Theo thứ tự vừa rồi. Thằng Demon. Ôi giời, à, mất, chả nó nhỏ thế. Toàn những mẹ kiếm khách lẫy lừng để nó ăn mất. You best back. Horse archers! Everyone attack! Có tiền để đầu tư ít workshop.
sau này các tướng được cấp thành thì trước khi lập làm trước khi cấp thành tôi sẽ lột hết đồ, bởi vì cấp thành thì nó sẽ auto cấp cho mình bộ giáp mới, sẽ không cần được nữa. Đấy là sau này khi bắt đầu ăn bang lập quốc thì chúng ta tự bật lại cái chế độ chết tướng. Đấy, lúc đấy chết nó mới mẹ sinh tử nó mới gần kề anh em ạ. Xong rồi tôi còn chờ lấy vợ về về chỗ kia lấy vợ 33.000 để lấy được vợ không? Danh tướng Ả Rập tiếp này. Wayne hit. Em muốn à? Ả Rập nhiều thế. Na Ba Tư. Thằng lạc loài đó. Sera lên cấp 5. Duy Nguyễn là Zotama với thằng Thế Hùng luôn luôn được vào nhưng mà rất hay được vào nhưng mà không bao giờ làm lên chuyện. Mình về đây để mình mua đồ cho ấy mà. Visit 1981. Ném lao với cái cả kiếm khiên. Giữ lại mấy cái cờ này, tôi thích mấy cái cờ này, bắn mẹ mấy cái cờ đi. Dùng một cờ đấy. Dùng mấy cái cờ tua rùa, cờ tua rùa đẹp. Đấy. Tiếp đến phương Bắc.
tìm chỗ nào thịnh vượng cao, mở cái workshop ở đấy kiếm tiền. Ôi giời, chán anh em thế. Toàn hảo tướng này, toàn để đồ lạc ra bên ngoài. Cái mũ ấy đắt tiền phết đấy. Thành này thịnh vượng có 3.000 này. Thành này anh dùng mốt này với Uhammer cũng được. Mốt này đơn giản chỉ là mốt tăng giới hạn combination thôi mà, cho nó có liên quan gì đến bối cảnh game đâu. Tô vít rồi, trang bị là tận răng này, ra ngoài đường vẫn bị bắt nạt, có hiểu. Lại mất đồ, chán rồi. Viking này có vẻ võ nghệ cao cường ấy nhỉ. Anh em bên mình vào là toàn bị bọn nó bón hành. Một người nữa này, một tướng phụ nữa. Anh em đâu? Tao, một tướng Hoàng 2K, highlight. Sera cấp 6. Chà. Sera cấp 6 à? Căng nhỉ. Giờ đây mở cái workshop này, cho tiền tăng, tiền đéo tăng. Anh em là đánh đấm mẹ toàn bệ để mất đồ. Lần này thịnh vượng 5k2 này, mở workshop hợp lý này. Tiếp vào một tướng nữa này. Đã xin nào. Chưa, Vũ Lăng Thái vẫn sống. Vũ Lâm này. À đâu, Hoàng Danh này. Ở cái workshop ở đây, Diplotica này là có Iron Ox này. Quán bia. Quán bia với cả mỏ sắt.
Mở được. Mình mở được một tối đa mấy workshop, 3 workshop rồi mà. Ok, còn bia với cả mỏ sắt. À, lò rèn. Còn bia với lò rèn. Who are you? Mua well, quán bia này. Welcome Welcome strain. Bà Smith này. 227k. Bán bớt đồ đi đã. Chuyển. Có hai cái bookshop ở đây. Xong rồi đi ra một cái thành thịnh vượng cao hơn. Phương Long Thái vẫn sống. Đang duy trì một quân đội có lượng tiền duy trì được 198 này. Vẫn đang ngao du thiên hạ. Nữ tướng Ả Rập tiếp. Ai vào này? Đồng phết rồi đấy. 64 người rồi. SPADZ Stadet. Ui giời. Thật thù thế. Thành này thịnh vượng 2k6. Không bỏ. Maru thịnh vượng bao nhiêu? Còn ai xin được không? Để tôi tạo tên. Để tôi biết rồi. Ấy. Nào, ai nữa nào? Sơn Tùng Nguyễn à. Sơn Tùng. Caladoc rồi ơi, mẹ anh em phế thế. Kenny có rồi nhỉ? Ông nào đó xem cứ xin. Kenny như có rồi sao nhỉ? À chưa có, chưa có. Chưa có, chưa có. Để một thời gian nữa. Cái này này tính vượng 5k này. Thành này cũng có mỏ sắt này, mỏ nho này, mở một quán rượu đây. Well now street. Well now. Well now. Well now. Về lết. Well now. Không quán rượu à? Chuyển sang rượu. Đấy. Anh em mà chứng tỏ bản thân lên như thế này.
Một tướng nữa này. Ngũ Lâm có rồi mà, cứ em. Peace to you. Kenny này, này cho Kenny này. Ngũ Lâm có rồi. Có chưa nhỉ? Chưa có. Ờ, Vũ Lâm chưa có. Ờ, thế cái này cho Vũ Lâm này. Được chưa? Hai thằng lạc loài, ba thằng lạc loài, bốn thằng lạc loài, năm thằng lạc loài. Liệu lấy được không? Úi xời. Chán anh em lắm. Còn Vũ Lâm nữa đúng không? Một số lót cho Vũ Lâm nữa. Cho anh em vào hết mình tốn kém gọi là Vũ Lâm này. Peace to you. Sắp sang năm mới rồi, anh em chuẩn bị lọt hết vào cấp 2. Vũ Lâm. Nó có một thằng lạc loài thôi mà còn mẹ mất nữa thì thôi đấy. Thế Hùng, chúc mừng Thế Hùng. Mẹ Thế Hùng sau rất nhiều thời gian gọi là nằm vùng trong cái đấu trường này cuối cùng cũng lên cấp. Chúc mừng Thế Hùng. Chúc mừng Thế Hùng lên cấp 2. Đây là một gọi là sự kiên nhẫn, gọi là đấy, anh em cứ bảo là không có cơ hội. Như Thế Hùng này người ta cứ lẳng lặng người ta tham gia, người ta được thôi. Còn ai nữa không nhỉ? Để đóng sổ là hai Vũ Lâm à? À đấy, tôi nhớ Vũ Lâm có rồi mà. À nhầm. Vũ Lâm, Kenny chứ đúng không? Kenny. Kenny, à đúng rồi. Vũ Lâm có rồi. Là hết chưa nhỉ? Đóng sổ được chưa nhỉ? Khoa Vi. Ờ, nó còn Khoa Vi nữa cả. Khoa Vi, Hằng Vũ. Rồi, 2 slot nữa. Di Nguyễn. Úi giời, lại mất vào tay thằng khác. Chá này là ai đây? Là tôi lấy vợ cái nào. Bán mấy cái cờ đi. Lấy ít vốn vậy. Không, đéo có vốn mà lấy vợ. For you. Hôm nào làm một game Trung Quốc. Giáp Trung Quốc. Đấy, xong 108 anh Hồ Hán. Dùng cái mod thời đại đường.
Đi hết à? Cái này lúc nãy là ai nhỉ? Khoa Vi à? Có ai lên đồ không nhỉ? Có ai chưa đồ không? Mấy tướng này có đồ hết rồi đúng không? Tiền workshop đập luôn và tiền trả lương cho quân đoàn của Phúc Long Thái rồi. Phúc Long Thái đang duy trì khoảng 46 lính. 43 bộ binh và 2 kỵ. Tôi thấy là ok Hằng Vũ. Đây, Hằng Vũ đây. Right. Đó, có ai nữa không? Bao nhiêu combination rồi? 69 rồi. 70 anh không vào kia à? Mèo. Mỗi con mèo à? Mèo. Ai. Mèo. Phát Gaming An Chu. Phát Gaming với cả An Chu. Ok. Thư Lê. Thư Lê cấp 6 rồi. Áp lực phết. Thư Lê cấp 6 là cũng áp lực rồi tôi phết đấy. Ba tướng cấp 6 à. Hiện tại thì không còn chưa có slot cho tướng ra trận tiếp thì chúng ta sẽ để mấy cái tướng này xuống dưới cùng đi. Để cho mấy tướng kia người ta lên. Hiện tại chưa tiếp nhận tướng cấp 7. Cấp 7 chỉ có duy nhất. Hiện tại là ấy rồi. Sau này có thì chúng ta lại mở ra để anh em tiếp tục phấn đấu. Mẹ gì cũng mỏi tay đấy. Đấy. Ok. Mẹ vẫn còn nhiều nhỉ. Di xuống dưới rồi thì nó có xuất hiện đây không? À. Đấy. Những người cấp 6 sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Bởi vì tôi di xuống dưới cùng rồi. Một cầu rồi. Cấp 7 hiện tại chưa có slot đâu. Hiện tại chúng ta chỉ có một đại tướng quân, tả tướng quân duy nhất thôi.
Bây giờ chúng ta vẫn còn slot đoàn buôn. Nhưng mà mấy cái tướng này thì hiện tại đang đứng những người đứng đầu này, hiện tại là chưa ai có đoàn, chưa ai có cái buôn giỏi cả. Đấy. Tôi đang đợi những cái vị tướng tướng buôn giỏi lên. Ok. Yours is not. Một tướng người Stuttgart nữa. Rồi, Hiếu Phạm đúng không? Hai thằng lạc loài, ba thằng lạc loài. Ôi giời, anh em toàn để lọt mất rồi. Gần đây người nhà vào cái giải này mà vấn đề là bọn nó ăn mất. Chán anh em thế. Tạm thời chưa có tiền thì mấy anh em cấp 6 chịu khó đợi tí vậy. Nhà đang nghèo. Một tướng nữa. Vẫn còn đúng không? Mình vẫn còn slot tướng. Phát game mình. Vũ à, không còn nhật vũ nữa. Đi nhau đánh ai đang đi tuyển lính đang chưa tuyển xong rồi. Bây giờ cần một ít đoàn buôn. Vinh Nguyễn cấp 4. Chúc mừng. Đấy. Chắc phải mở thêm một đoàn buôn. Để tôi xem tướng nào là tướng buôn nào. Đây.
Bùi Thị, tướng buồn. Mở một lần buồn cái không? Nói lắm. Thêm được cái gì không? Bán bớt đi để lấy ít tiền. Mấy cái này tạm thời cũng bán đi. Sơn Vũ. Sơn Vũ. Ok. Tạm thời ít đấy để cộng cho mình ít tiền đã. Đi buôn đấy các em, các con buôn của anh. Mặc chắc có những ai về buôn bán, tài nghệ về buôn bán cho đi buôn hết đi. Mỗi người một việc. Còn ai nữa không nhỉ? Còn ai tướng phụ nữa không nhỉ? À như trước có ăn chung đúng không? Cho đi hết đi. Bao nhiêu tướng phụ ở 73, mày có vần lên được 100 thật đấy chứ. Ưu tiên ai đang on đi. Nhật Vũ à? Nhật Vũ. Mấy dạo này mấy cái đấu trường gần đây là toàn bị thua chứ. Anh em không hớt được đồ cho tôi. Có mỗi thằng Milo rồi đấy. Mỗi thằng Milo rồi đấy mà để nó mất đồ nữa thôi đấy. Lãng Khách level 6, chúc mừng Lãng Khách. Lãng Khách tạm thời xuống cuối bảng để nhường slot cho những người khác nha. Chúc mừng lên cấp 6. Cuối cùng thì Lãng Khách cũng lên. Đang có 3 đoàn buôn. Cộng với cho mình 860 tiền. Chúng ta cần mở thêm. Workshop đang 489. Nếu sao lên tier 3 thì có thể mở thêm được workshop nữa. Tôi lấy một thằng để đấy nhá. Xem có ai hay không. Có một tướng phụ đấy, ai lấy không?
Em xin ạ. Thuận Trần là ok. Có luôn. Cương Huy cấp 4, chúc mừng Cương Huy. Thuận Trần à. Rồi, còn ai nữa không? Peace to you. Cương Huy. Cương Huy cấp 4. Tiền vẫn chưa dương nào, cần phải mở thêm ít đồn buôn nữa. Đấy. Anh em bây giờ phải thu cho tôi thật nhiều đấu trường, thắng thật nhiều vào thì mới có thể vậy. Thế là đúng không? Ê, vấn đề nó lấy mất trăm công. Ở đây bạn ít đồ đã. Bán tạm mấy ngày đi để mở thêm cái slot thương nhân nữa. Mr. Vinh, Thành Trí, Cương Phạm. Cương Phạm. Mở một đoàn buôn cho Cương Phạm. Chào mừng An Chu đã quay trở lại hội viên. Hoàng Nguyễn này. Hoàng Nguyễn đi buôn đi. Hoàng Nguyễn 15k. Còn ai xin tướng phụ được không? Hết rồi đúng không? Tôi đang cải tổ kinh tế này. Đang tỏa 5 đoàn buôn rồi. 3 workshop 5 đoàn buôn. Kiếm tiền về. Có một người bắt đã không 5 đoàn buôn. Chưa bắt đâu. Nia. Cái nào mà có chữ Nia này là chưa bắt Nia. Check qua ở đây là biết ngay Nia. Chưa bắt đâu.
Nhưng mà tiền về cơ bản vẫn âm. Qua năm rồi. Ờ đúng rồi, qua năm rồi. Chuẩn bị thăng cấp cho tất cả các tướng nào. Nữ vua này, Yana. À, anh em vẫn dễ. U rồi hù ràng ăn. Chán thế nhỉ. Anh em toàn để mất đồ này. Cái mũ này phải 30 mấy nghìn đấy. Sắp bán mẹ hết vốn rồi. Xô đi kiếm tiền nuôi anh em. Ăn chu có rồi. Có chứ nhỉ. Ờ như chưa có. Chưa có, chưa có. Có ai đây không nhỉ? Bây giờ lên cấp 2. Tất cả mọi người chỉnh tên hơi lâu thì tôi sẽ chỉnh sau. Buổi xin cứ mặc định những người cấp 1 bây giờ là cấp 2 rồi. Tham gia rồi nhỉ, các ông đánh toàn thua ấy. Làm tôi mà đang bán tháo bán thiếc đồ ấy. Không ông nào kiếm về cho một miếng đồ nào để duy trì cuộc sống này. Còn ai nữa không nhỉ? Anh em vào hết chưa? Năm sau tốn một mớ tiền để cho các ông mua liên đồ đấy. Thương lên cấp 5, chúc mừng Thương lên cấp 5. Toàn mấy cái đấu trường dễ dễ thì mấy công mới lên được. Năm đã lên cấp 6 đâu mà xuống. Tiền còn âm 905. Làm kinh tế cũng tạm tạm. Vào đây bán nốt cái mũ đi. Xem mở thêm được cái đoàn buôn nào nữa không. Long. Lúc nãy đến ai ấy nhỉ? Nia Hoàng Nguyễn. Ok, có mỗi Hải Long thôi.
đoán buôn cho Hải Long là xong. Như vậy chúng ta tổng cộng chúng ta có 6 đoàn buôn. Mới chỉ có 6 đoàn buôn thôi. Bây giờ cố up workshop lên để thêm được ít workshop nữa thì may ra tiền nó sẽ đỡ âm hơn. Tubi cho rồi. Xin slot tên Vương. Tôi không lấy tên theo YouTube rồi, tôi không lấy tên theo các ông đâu. Ví dụ ông tên là anh hai thì tôi sẽ đặt tên tướng ông là anh hai rồi. Như vậy một tướng anh hai nữa nhá. Thêm một người nữa anh hai. Well now. Chứ lấy tên theo các ông thì sao loạn lắm. Ông anh hai này. Em cấp mấy rồi mà em đòi đồ? Úi giời ơi. Các bố toàn để mất đồ này. Nuôi tốn cơm tốn gạo. Tự đi đánh nhau trường mất thời gian, mà với lại tôi đánh tự đánh làm gì? Đang muốn cho các ông leo danh. Tôi đánh thì tôi lúc nào top 1 thì nói chuyện mẹ gì. Cái này mới cần tài năng của các ông. Vậy mình đi buôn nó cũng sẽ được lấy tiền. Đoàn buôn 6 thằng vọt lên 1K6. Cái buôn này lúc lên lúc xuống. Nhìn chung là 6 đoàn buôn cũng tạm tạm cho mình rồi đấy. Mình đi buôn lẻ nữa cũng được thêm ít tiền. Minh Cường. Ok luôn. Minh Cường đúng không? What is it? Đây, mấy em anh em đánh xã hội vẫn được vào bình thường mà. Mấy anh em cấp 1 vẫn vào bình thường. Nếu ông nào level chạm 6 rồi tôi cho xuống dưới hết rồi. Chưa kể mấy anh em đi buôn thì có trọng trách riêng rồi, đi buôn rồi thì không nói. Sáu anh em đi buôn. Một tả tướng quân thì đang ở ngoài tuyển quân cho mình. Còn lại các anh em còn lại là đang đứng ở đây. 71 anh em đang ở chỗ này đi theo tôi. Test game 258 ok. Có test game. Đợi có tướng phụ rồi cho. Năm sau anh em lên cấp 3 xong rồi mà chắc đéo có tiền mà cho anh em mặc đồ ấy chứ. Phải chuẩn bị
vào một cố lên tier 3 rồi còn đi đánh nhau một cái để loot đồ dạo. Để có đồ cho anh em mặc. Xin slot đéo thì thằng thương có rồi mà. Ôi, Thương Phạm bị bắt à? Cương Phạm bị bắt. Cương Phạm là lãng phí mất 15.000 của mình rồi. Right. Test game rồi. 256 đúng không? Cương Phạm bị thổ phỉ bắt, lãng phí mất 15k của mình. Thương level 6. Tốt, lấy được cái mũ này cho mình. Đánh tướng Thương. Thương cấp 6 à. Tạm thời video ở bên dưới. Cái mũ Viking cấp 6 ở đây. Thứ lê cấp 6, thứ lê người Viking đúng không? Như vậy thứ lê sẽ được đội cái mũ cấp 6 này. Tôi có một cái mũ Viking cấp 6 này. Đấy, đội vào. Có mũ cấp 6 đỡ phải mua. Có ai Mông Cổ không? Ở đây, Sera Mông Cổ đây, có cái mũ Mông Cổ cho luôn. Để đỡ phải mua. Đấy, mũ đại hãn luôn. Cố đánh đấu trường mà lấy mấy cái mũ xịn rồi tôi cấp cho mà dùng. Đỡ phải mua, mua đắt bỏ mẹ, mua toàn hơn 100.000. Khoa Vi à? Khoa Vi có chưa? Khoa Vi có chưa? Yours is not a face I know. Mười dặn không có tên đấu trường, cứ từ từ. Không có đấu trường thì tự khắc qua năm là sẽ lên, năm sau là lên cấp 3 rồi, là auto sẽ có đồ rồi. Năm sau là tôi phải chuẩn bị một cái lượng đồ này tương đối khủng rồi. Để cấp cho anh em này. Mà tôi sợ tôi không đủ tài chính như này. Thôi Cương Phạm bây giờ. Cái nóc này. Về đây, xong lại cho nó đi tiếp. Peace to you, stranger.
Con kia nó đi đâu rồi? Yours is not a face I know. Đang mùa hè summer. Chuẩn bị sẵn một cái lượng kinh tế tốt để Phúc Đăng Thái vẫn đang đi đánh cướp cùng là rất nhiều tướng cấp 1 đó nhá. Thúc Nhật Huỳnh Trần Nguyễn Chưa đó. Đây chỉ là Ninh lên. Chúc mừng Ninh cấp 2. Như vậy là Ninh là cấp 3 rồi. Như vậy auto Ninh là cấp 3. Những vị tướng cấp 1 bây giờ mà đánh thắng trận chiến là auto là cấp 3 chứ không phải là cấp 2 nữa, bởi vì mặc định bây giờ là cấp 2 rồi. Như vậy Ninh mặc định sẽ là cấp 3. Như vậy được cấp đồ. Ninh là người Mông Cổ. Ninh là người Mông Cổ, chúng ta sẽ di cư dần sang Mông Cổ. Đi sang Mông Cổ mua đồ cho Ninh. Cương Phạm Zone cho Cương Phạm đi buôn. Ấy. Cương Phạm. Chả được là trận, anh em yên tâm. Cấp 1 được vào trận rất nhiều. Hương Huy cấp 5, chúc mừng Hương Huy. Hương Huy cấp 5. Chưa là dần, anh em cứ bình tĩnh rồi. Đâu rồi? Hà Thị Bùi, Nguyễn Hải Long, Phúc Đăng Thái Party à. Phúc Đăng Thái đang tung hoành ở đất Mông Cổ. Những người anh em đang tỏa đi khắp nơi này. Tiền cũng tà tạ. F2 đánh khoảng đấu trường nữa mới đủ. Cấp nhưng mà chỉ người cấp 1 thôi, còn những người nào mà đang từ cấp 3 trở lên thì không được tính. Chứ người cấp 3 được tính thì nói chuyện gì, tiền đâu mà nuôi con, chết tiền thôi. Mắc được cấp 3 thôi. Quốc Dũng là không phải là một cấp mà là hai, nên là thì nên cũng chỉ được tính là 3 thôi. Quốc Dũng lên 3, chúc mừng Quốc Dũng. Đúng không? Chỉ tính người 1 thôi.
Những người một mà không lên thì auto sẽ được cấp. Đấy. Cung Dũng sẽ được mua đồ, Ninh cũng được mua đồ. Ok chưa? Rồi, thôi tạm thời chúng ta dừng đây anh em. Anh em những buổi sau. Hôm nay tôi hơi mệt, nghỉ sớm. Rồi hẹn anh em buổi sau nhé.